Giờ là Cơ và Phượng đang chuẩn bị chụp cái bộ ảnh của mình, và bây giờ Cơ cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì thực sự là không biết là cái bộ ảnh nó có ổn hay không. Bởi vì đối với mình, những kỹ thuật xiếc đối với mình thì quá dễ, nhưng mà với một bà bầu thì chúng ta phải tính toán rất là kỹ làm sao để có những cái động tác nó thực sự an toàn và thực sự đẹp. Nhưng mà Cơ cũng sẽ cố gắng, bởi vì đây cũng là một trong những cái nghề nghiệp chính của Cơ mà, cho nên Cơ sẽ làm được những việc đó. Nhưng mà vấn đề là không biết Phượng có dám làm cái việc đó hay không, bởi vì Phượng chưa bao giờ làm những cái động tác ở trên cao như thế. Nhưng mà các bạn hãy chờ xem nha. Cơ và Phượng vừa chụp được khoảng được 10 tấm, nhưng mà thực sự nói là vẫn chưa có hài lòng, bởi vì cái vòng nó quay nhiều quá thì làm cho Phượng chóng mặt. Thực sự là rất là khó để có những cái bức ảnh đẹp, nhưng mà mình đang đang cố gắng để khắc phục, đang suy nghĩ là tìm một cái cách nào đó để có thể khắc phục được cái chuyện mà cái vòng nó bớt xoay, và làm sao cho cái gương mặt của mình đẹp nhất khi mà chụp hình. Chào các bạn, mình là Mất Nguyễn, kế bên mình đây là anh Nguyễn Quốc Tử. Hôm nay hai anh em có một cái photoshoot rất là thú vị. Đúng rồi, cái không, anh rất là Nguyễn đặc biệt hãy luôn. chia sẻ cái photoshoot này. Mọi người có thể thấy rồi đó, là chúng ta đang có bối cảnh trong một khu rừng cao su. Bên cạnh thì có một cái xe cẩu như thế này. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bộ ảnh cùng với lại Quốc Cơ và Hồng Phượng. Và bộ ảnh này sẽ chưa bao giờ mọi người thấy trước đây, và chúng ta hãy chờ đợi xem kết quả nó là gì. Chóng mặt quá. Tớ chắc là tại vì hả đang có em bé nữa cho nên á, là đi lên trên đó cảm giác như là nó thiếu không khí hay sao á, toát hết cả mồ hôi luôn. Đối với Phượng thì mình nghĩ đây là một động tác rất là khó, bởi vì nếu là một người thường cái độ cân bằng trên dây nó sẽ không có được đảm bảo lắm, bởi vì họ chưa có quen cái cảm giác á. Thì bây giờ thì Cơ sẽ hướng dẫn Phượng từ từ làm như thế nào để mà có thể đứng vững được ở trên cọng dây đó, và mình nghĩ là Phượng sẽ làm được, bởi vì mình có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện mà đứng trên cái dây thế này, cho nên là nó cũng không đến nỗi khó với Cơ. Đức, và hiện tại mình đang ở Hà Nội, mình đang dạy bộ môn nhào lộn và kỹ thuật đu dây cho những người không chuyên cũng như chuyên nghiệp. Trước khi mà ra với cái buổi chụp hình ngày hôm nay là mình rất là lo lắng, không biết rằng là với một người đang bầu như chị Phượng mà để có thực hiện được những kỹ thuật đu dây thì có làm nổi được hay không. Ra đây thì mọi điều kiện thì cũng rất là thuận lợi, và mình cảm thấy rất là vui khi mà những cái động tác của mình muốn anh chị làm thì đều đã thực hiện được ra. Cái động tác này thì Phượng không có phải là vận động nhiều, cũng không có phải là phải dùng sức nhiều, nhưng mà ông xã Quốc Cơ phải gánh cái phần vất vả hơn, có nghĩa là phải vừa giữ được cái thế cho nó nghệ thuật mà cũng phải vừa cái dùng sức để mà đỡ được cả hai mẹ con Phượng ở trên cao như vậy, và cũng phải dùng sức nhiều hơn nữa để mà có thể chịu được cái lực đẩy đi tới. Phượng thấy là nếu mà bộ hình này là một cái bộ hình mà được như mà mọi người mong muốn và tưởng tượng ấy, thì Phượng nghĩ hả đây là một cái món quà rất là ý nghĩa và vô giá với tất cả ekip ngày hôm nay. Như các bạn cũng thấy là Quốc Cơ vừa thực hiện xong một cái động tác mà có thể nói là lần đầu tiên mà Quốc Cơ và Hồng Phượng làm. Bởi vì về cái kỹ thuật dây này thì Quốc Cơ chỉ biết thôi, mình không có chuyên lắm, nhưng mà để thực hiện được những cái tấm hình mà độc đáo và đặc sắc như vậy thì mình nghĩ là phải có một sự chịu đựng, một sự hy sinh. Ở đây Cơ không nói là sự hy sinh của tay của Cơ
không thể nói là hy sinh những cái chấn thương đang đau của cơ trong người. Mà ở đây cơ còn thấy là Phượng là một trong những người mà rất là ủng hộ chồng và cũng là hy sinh rất là lớn cho cái bộ ảnh này, bởi vì đây là một bộ ảnh rất là ấm ủ của quốc cơ. Và thực sự là nếu như mà chúng ta muốn có một bộ ảnh đẹp, có một video rất là theo ý muốn của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận là cái sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng. Và vì sao mà quốc cơ và Hồng Phượng thực hiện bộ ảnh này, bởi vì đây là một bộ ảnh mà quốc cơ Hồng Phượng muốn là người đầu tiên thực hiện bộ ảnh này tại Việt Nam cũng như là thế giới, cũng như là quốc cơ quốc nghiệp đã từng là một trong những người đầu tiên làm những động tác trên thế giới chưa ai làm.